Huế không chỉ thu hút du khách bởi những danh lam thắng cảnh độc đáo, mà nơi đây còn có chi phí đi lại, ăn ở và tham quan rất là phải chăng. Hơn nữa, vào những dịp lễ Tết, cố đô còn giảm giá vé cực sâu. Do đó, chỉ cần vài triệu đồng là các bạn có thể lên kế hoạch du lịch Huế 3 ngày 2 đêm thoải mái cùng bạn bè của mình. Để biết thêm nhiều thông tin thì các bạn hãy tham khảo kinh nghiệm đi Huế chỉ với 2 triệu đồng dưới đây của blog du lịch các bạn nhé. Kinh nghiệm du lịch Huế 3 ngày 2 đêm, thời điểm tham quan lý tưởng. Kinh nghiệm di chuyển đến Huế. Kinh nghiệm di chuyển tại Huế 3 ngày 2 đêm. Kinh nghiệm lưu trú tại Huế 3 ngày 2 đêm. Kinh nghiệm ăn uống tại Huế 3 ngày 2 đêm. Kinh nghiệm vui chơi, tham quan tại Huế 3 ngày 2 đêm. Một, kinh nghiệm du lịch Huế 3 ngày 2 đêm, thời điểm tham quan lý tưởng. Thuộc vùng chuyển tiếp giữa hai miền Nam và Bắc, cho nên thời tiết ở Huế là sự kết hợp giữa cả hai miền, cho nên khí hậu khá là ôn hòa, không quá khắc nghiệt. Mùa mưa bão tại Huế thường bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 12, cho nên cần theo dõi thời tiết trước khi đi. Mặc dù không có mùa đông rõ rệt như là ở miền Bắc, tuy nhiên nhiệt độ tại Huế thì không quá cao, có thể sẽ thấp hơn 10 độ C. Theo kinh nghiệm du lịch Huế tự túc của blog du lịch, thời điểm tốt nhất để các bạn tham quan Huế là thời điểm giao mùa, giữa hai mùa xuân, hạ và thu, đông. Tháng 4 cho đến tháng 5 là thời điểm lý tưởng với khí hậu ôn hòa, thích hợp cho mọi hoạt động vui chơi. Và đặc biệt, cứ 2 năm một lần, Festival Huế sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 để tôn vinh các di sản văn hóa và thúc đẩy du lịch. Nếu bạn có cơ hội tham dự Festival Huế, chuyến đi của bạn sẽ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều luôn đó. Chẳng kém cạnh Hà Nội với 12 mùa hoa, Huế cũng sở hữu không ít những loài hoa quyến rũ, khoe sắc quanh năm. Tháng 3, tháng 4 là mùa hoa ngô đồng. Mùa hè là lúc phượng đỏ nở rực một góc trời cạnh với cầu Trường Tiền. Xuyên suốt tháng 5 cho đến tháng 8 là những đóa sen trong hoàng thành nở rộ, và tất cả đều góp phần vào vẻ đẹp mộng mơ của xứ cố đô. 2. Kinh nghiệm di chuyển đến Huế. Theo kinh nghiệm du lịch Huế 3 ngày 2 đêm của blog du lịch thì với ngân sách là 2 triệu đồng, các bạn nên lựa chọn xe khách để di chuyển. Đây là lựa chọn khá là an toàn và tiết kiệm nhất trong các phương tiện như là máy bay hay là tàu hỏa. Nếu đi xe khách, các bạn sẽ mất khoảng từ 12 cho đến 14 tiếng di chuyển ở trên xe nếu khởi hành từ Hà Nội. Thời gian di chuyển cũng tương tự như là khi đi tàu hỏa. Hành trình bắt đầu sẽ khoảng trên dưới là 700 km đi qua các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, thành phố Vinh, thành phố Hà Tĩnh, thành phố Đồng Hới, thành phố Đông Hà, Thừa Thiên Huế. Có hai tuyến đường để đến được Huế. Tuyến thứ nhất là đường quốc lộ 1A, tuyến thứ hai là đường vòng vườn quốc gia Pù Mát. Với quãng đường dài như vậy, xe khách đến Huế sẽ có rất nhiều loại ghế. Loại xe giường nằm, phòng cabin sẽ có giá vé cao hơn là ghế ngồi. Tuy nhiên đồng thời cũng tiện nghi và thoải mái hơn, đảm bảo các bạn có thể ngủ dễ chịu, khỏe khoắn trong thời gian di chuyển. Hiện có rất nhiều hãng xe giường nằm chất lượng cao di chuyển từ khắp các tỉnh thành trên cả nước có tuyến đường đến Huế. Từ Hà Nội thì có các hãng xe như là Queen Cafe Urban Bus, Hoàng Long, Camel Travel, The Sing Tourist, v.v. Giá dao động từ 350.000 đồng cho đến 450.000 đồng trên một lượt, chạy xấp xỉ từ 12 cho đến 13 tiếng. Từ Sài Gòn thì có các hãng xe như là hãng Tâm Minh Phương, Minh Đức, Hoàng Long, Phương Ti, giá từ 400.000 đồng cho đến 650.000 đồng trên một lượt. Hành trình kéo dài một ngày, từ 20 cho đến 24 giờ. Từ Đà Nẵng thì có vô vàn sự lựa chọn, trong đó phổ biến nhất là The Sing Tourist, HAV Limousine, Huế Tourist, v.v. Xe ghế ngồi êm ái chỉ từ 80.000 đồng cho đến 180.000 đồng trên một lượt, khoảng 2 đến 3 giờ là đến nơi rồi. Blog du lịch khuyên các bạn nên lựa chọn đi xe giường nằm vào khoảng từ 18 giờ tối hoặc là 19 giờ tối ngày hôm trước và dành một buổi tối ngủ ở trên xe. Sáng ngày hôm sau là các bạn đã có mặt ở Huế để bắt đầu hành trình của mình rồi.
Ngoài ra, các bạn nên tìm hiểu thông tin và đặt vé trước để đảm bảo hành trình an toàn. Không nên ra bến xe hoặc là đường quốc lộ rồi mới bắt xe. Như vậy sẽ dễ gặp các loại xe kém chất lượng, kém tiện nghi mà lại chặt chém về giá vé. Chi phí di chuyển đến Huế từ Hà Nội của Blog Du lịch là 800.000 đồng trên khứ hồi cho xe cabin giường đơn. Còn nếu các bạn chọn xe giường nằm thì giá sẽ rẻ hơn là 700.000 đồng trên một vé khứ hồi. Thứ ba, kinh nghiệm di chuyển tại Huế 3 ngày 2 đêm. Xe máy là lựa chọn hàng đầu cho chuyến du lịch Huế 3 ngày 2 đêm, tiết kiệm chỉ với 2 triệu đồng. Di chuyển bằng xe máy sẽ chủ động hơn, dễ dàng đi lại hơn, bởi có nhiều nơi ở Huế thì đường hẹp, ô tô không thể vào sâu. Ngoài ra, phương tiện di chuyển này giúp bạn chủ động được thời gian, có thể dừng lại chụp ảnh ở bất kỳ cung đường nào mà nếu thích. Xe máy có giá thuê khá rẻ, vào khoảng 100.000 đồng cho xe số và từ 130.000 đồng cho đến 150.000 đồng cho xe ga. Xe sẽ được trang bị áo mưa, nón bảo hiểm. Các bạn chỉ cần đổ xăng tầm 100.000 thôi là thỏa sức vi vu thành phố Huế cả 3 ngày 2 đêm rồi đó. Dưới đây là một số địa chỉ thuê xe uy tín tại Huế mà các bạn có thể tham khảo như sau. Xe 2 Dubai, địa chỉ số 11 đường Lý Thường Kiệt, Phú Nhuận, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Số điện thoại 094-541-8111. Xe Hạnh Thảo, địa chỉ số 29C Kiệt, 103 Nhật Lệ, Thuận Thành, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Số điện thoại 0985-005-113. Đồng Xanh Motorbike Rental, địa chỉ số 201 Trần Phú, Phước Vĩnh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Số điện thoại 0787-528-677. Huế Motorbike Rental, địa chỉ 29C Chu Văn An, Phú Hội, thành phố Huế. Số điện thoại 0935-373-735. Hoặc bạn cũng có thể thuê tại chính khách sạn hoặc là homestay mà mình thuê để cho tiện hơn nhé. Như Blog Du lịch thuê tại chính homestay của mình là 130.000 đồng trên xe Vision trên một ngày. Như vậy, 3 ngày 2 đêm, các bạn chỉ tốn khoảng 400.000 đồng cho đến 500.000 đồng cả xăng. Một xe đi được 2 người chia ra khoảng 250.000 đồng trên một người. Và nếu bạn là nam mà đi được xe số thì tiền thuê sẽ rẻ hơn nữa. 4. Kinh nghiệm lưu trú tại Huế 3 ngày 2 đêm. Ngành dịch vụ du lịch tại Huế hiện nay đã phát triển không thua kém các thành phố du lịch nổi tiếng khác như là Đà Nẵng, Nha Trang. Dù bạn muốn tận hưởng kỳ nghỉ cao cấp hay là vi vu bình dân hợp túi tiền, Huế luôn có rất nhiều sự lựa chọn phong phú dành cho các bạn. Tùy thuộc vào sở thích và kinh tế mà các bạn có thể lựa chọn phòng phù hợp với mình. Để trải nghiệm được các hoạt động, vừa có một nơi nghỉ ngơi thư giãn, thì các bạn nên lựa chọn những địa điểm lưu trú có mức giá hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt. Nếu bạn muốn trải nghiệm sự sang trọng, có thể chọn những resort phòng view bãi biển như là Peel Premier Village Boutique Resort and Spa, Huế Eco Lodge, La Pocin Beach Resort. Tuy nhiên, Blog Du lịch khuyên các bạn nên chọn những nơi lưu trú gần trung tâm để thuận tiện cho việc di chuyển và tham quan, ăn uống. Để tránh tình trạng hết phòng hoặc là không có phòng như ý muốn, các bạn nên đặt phòng trước qua các kênh đặt phòng trực tuyến. Và ngoài các khu nghỉ dưỡng sang trọng, tại Huế cũng có rất nhiều khách sạn, homestay, nhà nghỉ với giá phòng vài trăm. Thông thường giá phòng cho các dịch vụ lưu trú bình dân dao động từ 150.000 đồng cho đến 350.000 đồng mỗi đêm. Và nếu đến sớm, các bạn có thể gửi đồ ở khách sạn, sau đó bắt đầu chuyến tham quan của mình, sau đó trở lại để nhận phòng. Các bạn có thể lựa chọn ở Le Petit Homestay Huế, 550.000 đồng trên một phòng, 4 người. Các blog du lịch thấy rằng, phòng ốc ở đây thì sạch sẽ, giá cả lại phải chăng cho 4 người, view thành phố cũng rất là đẹp. Chia ra 2 đêm lưu trú, chỉ mất 275.000 đồng trên một người. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các nơi khác cũng có giá rẻ như sau. Mika Homestay Huế, Tò Vò Hostel, Vietnam Backpacker Hotel, Ami Hostel Huế, Tâm Tịnh Viên Homestay Huế, Vivu Homestay. 5. Kinh nghiệm ăn uống tại Huế 3 ngày 2 đêm. Các bạn đã biết ăn gì ở Huế hay chưa? Nói luôn là Huế có rất nhiều đặc sản cho chúng ta lựa chọn đấy nhá. Có ăn cả ngày cũng chưa chắc hết đâu. Chi phí ăn sáng, uống cà phê chỉ dao động từ 7 cho đến 30.000 đồng.
Cà phê thì giá cũng chỉ có 10.000 đồng đối với cà phê cốc. Chi phí ăn trưa và ăn tối dao động từ 15 cho đến 50.000 đồng trên một phần, tùy vào món và địa điểm bán. Với những bạn ưa thích ăn vặt sẽ được thỏa mãn niềm đam mê ăn uống của mình ở Huế, khi các món ăn vặt nổi tiếng có giá chỉ từ 5.000 đồng cho đến 10.000 đồng, cực kỳ rẻ luôn nhá. Nhìn chung, chi phí cho ăn uống du lịch Huế 3 ngày 2 đêm chỉ khoảng 300.000 đồng là các bạn đã được ăn thỏa thích rồi nhá. Nếu bạn lần đầu tiên đến Huế mà không biết ăn gì thì xem ngay các món như sau. Bún bò Huế. Bún bò chắc chắn là đặc sản đầu tiên mà các bạn không nên bỏ qua. Bún bò Huế sẽ có sợi to và mềm, ăn kèm với chả cùng với móng heo và chút tiết. Nước lèo sẽ được hầm từ xương bò, nấu cùng với hành tây cùng với rất nhiều gia vị cho nên cực kỳ hấp dẫn. Giá chỉ từ 25.000 đồng cho đến 30.000 đồng mỗi bát. Bánh canh cua rời của Huế. Khi đi du lịch Huế, các bạn nhất định phải thử món bánh canh cua rời Huế trừ danh tại đây nhé. Điểm đặc biệt của món ăn này chính là phần nước dùng thì ngọt thanh từ xương hầm và cua tươi, ăn kèm với bánh canh dai dẻo, ngon khó cưỡng. Thêm vào một chút cay nồng của ớt ngâm chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ trong hành trình về xứ Huế sông Hương núi Ngự. Giá chỉ từ 30.000 đồng cho đến 35.000 đồng mỗi bát. Bánh ép Huế. Chưa biết ăn gì ở Huế thì đừng bỏ qua món bánh ép. Loại bánh này được làm từ các nguyên liệu đơn giản như là bột lọc, trứng, thịt heo, hành lá và có thể kèm theo rau răm hoặc là dưa leo, thêm nước mắm chua ngọt để tạo ra hương vị đặc trưng. Giá chỉ từ khoảng 24.000 đồng cho một đĩa 4 cái. Bánh nậm. Bánh nậm là một món ăn nổi tiếng tại Huế với hương vị thơm ngon và đậm đà của tôm. Khi ăn, các bạn hãy lột bỏ lớp lá ở phía trên, để nguyên phần lá ở phía dưới, để bánh lên đĩa và chan thêm nước mắm chua ngọt, sau đó thì mới thưởng thức. Giá cho mỗi chiếc bánh nậm khoảng là 3.000 đồng. Bánh bột lọc Huế. Bánh bột lọc là một loại bánh dẻo với lớp bột mỏng có thể nhìn thấy nguyên liệu ở bên trong. Phần bột bánh có vị dai ngọt. Bên trong có thêm nhân tôm hoặc là thịt, chấm với nước mắm ngọt cực kỳ ngon. Giá cho mỗi chiếc bánh bột lọc cũng chỉ khoảng 3.000 đồng mà thôi. Chè Huế. Món chè này không chỉ ngon miệng mà còn rất là đẹp mắt với đa dạng các loại topping. Một cốc chè đầy đủ thường có hơn 20 loại topping khác nhau, mang lại hương vị ngọt ngào và thơm phức. Chè được chế biến từ rất nhiều nguyên liệu đa dạng như là đậu, hạt sen, nếp hương, trái cây, lúa non, tạo nên một hương vị đặc biệt và độc đáo. Giá chỉ từ 15.000 đồng cho đến 20.000 đồng cho một cốc và 80.000 đồng cho một set ăn được nhiều người. Cơm hến, mì hến. Để thưởng thức một bát cơm hến đúng chuẩn, cơm cần được để nguội qua đêm để giữ được sự giòn của rau và hương thơm của các loại gia vị. Đúng với tính cách ăn cay nói nặng của người Huế, món đặc sản Huế này cần phải đậm đà, mặn mà và đặc biệt phải có vị cay thực sự. Khi đến Huế, nếu các bạn không dặn kỹ thì bát cơm hến của các bạn đảm bảo sẽ khiến bạn bỏng lưỡi cho mà xem. Giá chỉ từ 15.000 đồng cho đến 20.000 đồng trên một suất. Nhiều trên đã đủ hay chưa? Các bạn còn muốn ăn gì ở Huế hay không? Vẫn còn rất nhiều các món ăn khác như là nem lụi Huế, bánh mì o tho, bánh giam ít, bánh khoái, vả trộn, bún thịt nướng, bánh ướt thịt nướng, bánh bèo, bánh canh cá lóc, bánh trái cây, chè Huế, vân vân. Vậy là không có gì thắc mắc là ăn gì ở Huế ngon rồi đúng không nào? Ngoài ra, blog du lịch còn rất thích những quán cơm nhà ở Huế. Đồ ăn thì rất ngon, lại còn đậm vị cơm mẹ nấu. Giá chỉ từ 35.000 đồng cho đến 45.000 đồng cho một người là các bạn đã có một mẹ cơm siêu hấp dẫn rồi nhá. 6. Kinh nghiệm vui chơi tham quan tại Huế 3 ngày 2 đêm. Ngày 1. Buổi sáng sau khi đến Huế vào sáng sớm, việc đầu tiên các bạn cần làm là di chuyển về khách sạn, gửi đồ đạc và nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo hành trình sẽ bắt đầu thuê xe máy để đi Đại Nội. Đại Nội thì rất rộng, các bạn có thể dành phần còn lại của buổi sáng để tham quan và chụp hình. Giá vé vào Đại Nội là 200.000 đồng. Đại Nội thì mở cửa từ 6:30 cho đến 17:30 hàng ngày. Một số lưu ý khi tham quan Đại Nội như sau. Đại Nội Huế khá rộng, có rất nhiều địa điểm tham quan. Vì thế, để không bỏ lỡ các địa điểm tham quan này, các bạn nên chuẩn bị bản đồ, có thể xin ở quầy mua vé để nắm được sơ đồ Đại Nội Huế để không bị lạc và đỡ mất thời gian. Thứ hai,
vì đây là một nơi tôn nghiêm mang giá trị văn hóa và lịch sử, cho nên các bạn cần lựa chọn những trang phục phù hợp khi tham quan. Có thể thuê áo dài chụp ảnh cũng rất đẹp luôn nhé. Thứ ba, Bài Nội cũng có dịch vụ xe điện. Để tạo điều kiện cho du khách có cơ hội tham quan khu vực xung quanh của Đại Nội và tất cả các địa điểm du lịch bên trong Đại Nội mà không mất nhiều thời gian và công sức. Buổi chiều, sau khi ăn trưa tại khu vực quanh Đại Nội, đầu giờ chiều các bạn sẽ ghé thăm Lăng Tự Đức cho gần, giá vé là 150.000 đồng. Khoảng 16:30, di chuyển qua làng Hương Thủy Xuân ở gần đó để chụp ảnh. Hai bên đường có rất nhiều các quán bày bán hương với đủ các màu sắc rất là bắt mắt. Tầm 17 giờ thì bắt đầu về khách sạn, vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi. Buổi tối, 18 giờ thì chuẩn bị đi ăn tối, sau đó về sông Hương đi dạo, tham quan cầu Trường Tiền về đêm. Đêm thì về khách sạn nghỉ ngơi. Chi phí vui chơi ngày 1 tham quan Huế sẽ khoảng 350.000 đồng. Ngày 2, buổi sáng sau khi ăn sáng xong, các bạn đến tham quan Lăng Minh Mạng, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km, giá vé là 150.000 đồng. Sau khi tham quan, khám phá hết Lăng Minh Mạng và chụp được quá nhiều hình xinh đẹp, cũng là trưa thì các bạn về lại homestay ở trung tâm để nghỉ ngơi và đi ăn trưa. Buổi chiều ở Huế, các bạn tới thăm Trường Quốc Học để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của nơi đây. Trường Quốc Học Huế vẫn giữ được nét kiến trúc có từ thời Pháp, nổi bật với màu sơn đỏ gạch giữa những tán cây xanh mướt. Lưu ý là các bạn nên ghé thăm trường vào các buổi chiều ở trong tuần hoặc là ngày cuối tuần, bởi vì buổi sáng trường sẽ có học sinh đến lớp. Buổi tối, đến tối các bạn có thể ghé phố Tây Huế để tận hưởng không khí vui vẻ và sôi động của thành phố này. Ở đó các bạn sẽ nhận ra rằng Huế không hề ảm đạm như nhiều người vẫn nghĩ. Phố Tây Huế đầy ắp các quán nhậu, cà phê và pub sôi động. Ngồi thưởng thức bia và lắng nghe âm nhạc, các bạn sẽ cảm thấy thật là thoải mái. Dạo quanh các quán, các bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều địa điểm đẹp để chụp hình sống ảo luôn nhé. Chi phí vui chơi cho ngày thứ 2 tham quan Huế là 150.000 đồng. Ngày thứ 3, buổi sáng ngày thứ 3 và cũng là ngày cuối cùng ở Huế, các bạn hãy dành thời gian để cảm nhận cuộc sống của con người nơi đây bằng cách ghé thăm chợ Đông Ba, một trong những khu chợ nổi tiếng nhất ở Huế. Chợ Đông Ba là nơi bán đa dạng các loại hàng hóa, từ đồ ăn, đồ gia dụng cho đến đồ lưu niệm, là điểm đến lý tưởng để các bạn mua sắm những món quà đặc sản. Sau đó các bạn sẽ tranh thủ đến thăm Cung An Định ngay ở trung tâm thành phố. Vé vào cung là 50.000 đồng. Cung An Định thì khá nhỏ cho nên chỉ mất khoảng từ 30 phút cho đến 1 tiếng là các bạn có thể chiêm ngưỡng và tham quan chụp hình rồi nhé. Buổi chiều, các bạn nghỉ ngơi chuẩn bị hành lý, ra bến xe, tạm biệt Huế. Chi phí thăm thú cho ngày thứ 3 tham quan Huế là 50.000 đồng, chưa kể tiền mua quà. Và tổng chi phí tham quan, vui chơi cho 3 ngày tại Huế sẽ khoảng 550.000 đồng. Blog du lịch hy vọng rằng với kinh nghiệm đi Huế 3 ngày 2 đêm chỉ với 2 triệu đồng sẽ giúp cho chuyến đi của bạn trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Huế không chỉ là điểm đến hấp dẫn với nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon mà còn có giá thành rất là rẻ luôn nhé. Chỉ cần có 2 triệu đồng là các bạn có thể vi vu khắp Huế mà không lo tiêu tốn quá nhiều tiền rồi nhé. Vì vậy mà có thể nói Huế là một địa điểm du lịch tiết kiệm phù hợp dành cho nhiều người. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.